Xin chào tất cả các chú ạ. Nay em mới về được mấy cái vỏ tủ điện. Em quay video đây giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại Shop Long Hợi 0975275636. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Có ship hàng toàn quốc ạ. Hôm nay nó có hai loại kích thước. Đây loại này loại to này. Còn bên dưới đây, ở dưới đất đây nó có một loại là nhỏ hơn nhá. Đây em sẽ quay cái hàng nhỏ trước này. Cái này chiều rộng của nó là 50, chiều dài là 60 ạ, cao của nó là 20. Hàng vỏ tủ điện tháo máy nhé. Đây bên trong nó không có gì đâu ạ. Đây là cái mặt phần đằng trước của nó này. Tủ rất là đẹp nhá, không có bị ấy gì đâu ạ. Các cái phần họ đã tháo hết ra rồi này. Cái loại này em bán giá là 200 ngàn một chiếc nhá. Cái này là 200 một chiếc này. Còn bên trên đây thì nó loại này là to hơn. Đây em chưa lau đi nha, nó hơi bụi một tí ạ. Cái này chiều dài của nó là 5, một chiều của nó là 58 này. Một chiều của nó là 60. Chỗ bên này của nó là 23. Cái tủ này thì to hơn và dày dặn chắc chắn hơn cái tủ 200 kia nhá. Tủ này thì giá là 350.000. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship ạ. Đây, em quay cho các bác xem cận cảnh xem rõ luôn nhá. Bác là có nhu cầu mua thì mình có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại em có ghi ở dưới phần mô tả của video. Hai số điện thoại của em có Zalo nhá. Bác nào ở gần có thể đến tại cửa hàng xem mua trực tiếp nhá. Hàng này bên em có ship hàng toàn quốc. Giá 200 và giá 350 là giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship ạ. Bác nào muốn kiểm tra tiền ship thì mình có thể nhắn tin địa chỉ trực tiếp vào trong Zalo giúp em sẽ kiểm tra và kiểm tra tiền ship cho các bác nhá. Rất là mới đẹp nhá. Đây nó bụi đấy. Em để ngoài cửa hàng này hơi bụi một tí. Loại này là 350.000 này. Còn loại kia là 200.000. Đây cái mặt trước của nó sẽ như này. Mặt trước của nó đây, cái phần này các cái công tắc là họ đã tháo ra hết rồi này. Đó. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ.